Xin chào các bạn, mình là Cá Môi đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình này. Đừng quên like video này cho Cá Môi. Tại vì sao ngày hôm nay các bạn hỏi là chị Cá Môi ơi, chị có thật ở ngoài đời không? Có chứ, tôi có thật ngoài đời mà. Ý nhiên là đây là một tôi nhưng mà nào để một cái bạn đáng yêu này có thật ngoài đời có không ta? Hôm nay các bạn hãy đi gặp cùng Môi nha. Ok, và tôi chuẩn bị xong rồi. Phía dưới này là Sammy, em xong chưa sao? Em sẵn sàng để gặp Sammy chưa? Em sẵn sàng gặp Sammy nào. Đó phải là em là người giả rồi. Đây là người giả sao? Oh. Oh my god. Trời ơi, trước giờ chị giả đúng không? Chị cũng giả mà. Trời ơi. Thì ra mình là giả sao? Giả. Cái này tôi chưa nghĩ tới đâu, nó may mà. Rồi xong tôi rồi. Thì ra mình là người giả. Hết cứu. Biết mấy cô công chúa hồi xưa không? Biết. Thắt. Bị ác quá à. Thôi ác quá Thảo ơi, ác quá Thảo ơi. Không, cái đó mình được không? Em đạp nhẹ lắm. À vậy hả? Chị nghĩ nó nặng rồi không? Xin lỗi. Nó nhẹ nhàng lắm chị ơi, em đâu có đạp đâu, em làm mình cũng chớ. Đó, các bạn biết cách mà để một cô gái có một cô gái có một vòng eo nhỏ. Nó phải siết. Thật ra là cái quần rộng quá nên là phải siết mọi người. Đâu. Múa. Bà thích múa, bà thích múa, bà thích múa. Later. Rồi ok, bấm quay ơi. Hello. 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 Ok. Hello. Hello. Ok, từ. Rồi đi. Đây là bạn Kairon. Để tôi tìm bạn của tôi. Đây. Hi. Hello. Ê, đây là Sam. Ê, Sam đầu tư nha, Sam. Ê, nhìn đầu tư nha mấy má ơi. Gì đầu tư vậy? Đấy, từ, cho quay. Cho quay về cái vui thôi. Cái này là người ngoài đời thực. Đây, đúng rồi. Không phải mình là fake, còn đây là real nha mọi người. Từ cho em đứng xa, em thấy đó. Này mới thấy được nè. Này chị quay tổng quản em giờ. Này chị quay tổng không? Hả? Này chị có. Ok. Giới thiệu thêm Sam rồi, review từng người nè, review từng người nè, rồi từng người nè. Đây. Đó. Ê Sam này real nha. Đây là Sammy mọi người. Đó. Rồi. Sim đó. Đây là Sim mọi người. Trời ơi. Ơi. Kairon. Tiếc quá Kairon nay không đi nhờ. Đúng rồi, bên này có một cái dễ thương quá à. Chị cũng đang đi xin này. Ok, thử trước nha. Ok, cho chị chụp với em. Chờ xíu, chị bà đáp. Ấy, chụp cái tay, rõ cái tay. Ơi, đi xin chụp. Chị Cá Môi ơi, cho em chụp ảnh với chị được không? Ê, màu này cũng đan đá nhau ạ. Ê, bị ngược sáng rồi sao ấy. Ê nè, trời ơi. Cái này được. Ok, thank you ơi. Chị Sam ơi, cho em chụp ảnh với chị Sam. Dạ. Đây, cô luôn là chị Kèo. Đó, nó có chị đó không hả chị? Không, cái này là cảm động. Cái này yeah, là okay, cảm động, okay, cảm động. Cái app phải ghê chút vậy trời. Còn chị Sim. Chị Sim cho em chụp ảnh với chị. Sim phát kia. Tôi sẽ về tôi photoshop cái khuyên mũi này nha. Ok, thank you. Mọi người biết gì không? Đó chính là bạn ấy muốn xin trước ký tôi. Và bạn ấy không có bút nên là bạn ấy quyết định. Bạn ấy xin trước ký số. Bây giờ là mình không chơi trước ký thừa. Nó phải xin trước ký số luôn. Ôi okay. Không quen. Ký số mà. Đây là trước ký số không đây mọi người. Ồ, thì quen là bắt đầu quen tay rồi đó. Quen tay nhá. Đó. Đây, chữ ký tiếp theo của tôi nha mọi người, vẫn là chữ ký số. Ủa? Không có nha, vừa hôm qua
người. Chị ghi tên em rồi con tên niệm em. Chứ chị thằng kia nó sẽ bút hoẻ. Niệm là con không niệm. Sao tại vì cùng đây cũng hay niệm lắm nên là sao ai thì đặt tên là niệm mà mấy má. Niệm đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là tên của bạn ấy nha mọi người, mới gọi là tên nó hơi kỳ lạ. Nhưng mà không sao. Cảm ơn ạ. À nhầm. Cảm ơn Sammy nha. Thank you. Rồi bây giờ đến lượt là Camui xin chữ ký của Camui khách của mình là mình. Chị cảm ơn đó. Yes. Chị là chị Camui đúng không? Chị là chị Camui đúng không? Chị chưa chị Camui đúng không? Chị hỏi chị.
chị cho em, chị cho em cái tay ôm. Nắm tay. Em có thể nắm được ở đâu thì em phải nắm. Em cứ nắm thoải mái chị. Dễ cảm ơn chị. Cảm ơn em. Em mọi người ơi, tôi vừa chụp với một bạn bảo là bạn ấy là tôi là bi áp của bạn ấy. Nhưng mà có một vấn đề là bạn ấy chụp với Sam. Bạn ấy bảo sao Sam? Bạn ấy bảo là em thích chị nhất. Rồi bây giờ tôi đi hỏi chính chủ này. Em ơi cho chị hỏi nhờ ấy. Nay em bảo chị là bi áp của em đúng không? Dạ đúng rồi. Thế sao Sam bảo là em bảo là em thích Sam nhất? Em thích cả bạn. Mình gian dối đúng không? một gương mặt cực kỳ thánh thiện và trung thực, ngọc kép. Đó, đây là hình các bạn vừa chụp nè. Này nhá, ba con người kia, hai con người kia. Trời ơi. Chật ra. Ok, wow, đẹp. Wow, thật là ý thức. Thật là đẹp, đẹp. Đẹp nha. Đây là anh. Và xin được chào hero team đầu tiên đến với Simmy và Sammy. Ah, what is it?
đi bài lên chưa mà hát luôn á. Baby take my hand, I want you to be my husband, kiss you my Iron Man, and I love you deep down inside. So much more than you think, a loving boy, you're my hay đó.